đất đai tài nguyên Gia Lai đã ưu ái cho con người, tạo nên những sản vật quý từ cây trồng như cà phê, hồ tiêu, cao su, v.v., mang lại tiềm năng kinh tế cho đất nước. Công ty cổ phần Tây Nguyên Xanh Gia Lai đã nắm được lợi thế từ đất đai nên đã mạnh dạn đầu tư, chuyên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như trồng cây cà phê, hồ tiêu, chăn nuôi bò, hoạt động dịch vụ trồng trọt và chăn nuôi. Hiệu quả 3 năm vạch ra kế hoạch gieo trồng đã mang lại hứa hẹn một tiềm năng kinh tế phát triển bền vững và cho năng suất cao. Công ty đã liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê, tận dụng tiềm năng lợi thế của những vùng đất màu mỡ ở các khu vực thuận lợi về nguồn nước tưới để thiết lập mô hình trồng xen các loại cây trồng trên vườn cây cao su trồng tái canh, nhằm giảm suất đầu tư trên hecta cao su, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người công nhân lao động của hai công ty cũng như nhân dân địa phương trong huyện. Với tổng diện tích liên kết trồng xen là 660 hecta. Qua 3 năm triển khai thực hiện, tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, công ty đã đầu tư hơn 56 tỷ đồng để triển khai cho các dự án chăn nuôi và trồng trọt với tổng diện tích đã thực hiện là 491 hecta ở 4 xã của huyện Chư Sê. Trên vùng đất đỏ năm nào, nay nhìn lại đã vươn lên màu xanh đầy sức sống. Công ty Tây Nguyên Xanh Gia Lai đã hoạch định một chiến lược phát triển kinh tế lâu dài nhằm đem lại nguồn thu cho xã hội. Hiện nay tất cả các mô hình của công ty đầu tư đang từng bước khởi sắc và hứa hẹn sẽ mang lại một mùa bội thu. Từ ngày hoạt động đến nay, tập thể lãnh đạo công ty ngày càng khẳng định được tính đúng đắn, phù hợp trong chiến lược kinh doanh, nhất là việc xác định được việc trồng cây gì, nuôi con gì để tạo ra lợi nhuận và nhất là việc ổn định công ăn việc làm cho lao động địa phương. Với sự đồng lòng và thống nhất của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của công ty đã hợp lực cùng xây dựng để phát triển các dự án trồng trọt và chăn nuôi. Cây cà phê chè với đặc điểm thích nghi với điều kiện độ cao trên 800 m so với mặt nước biển, khí hậu lạnh. Loại cây này phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở khu vực khối rét xã Gia Tem. Trong năm 2015, công ty đã quyết định trồng với diện tích 120 ha. Do chuẩn bị tốt vườn cây giống, đất đai, lắp đặt đầy đủ các hệ thống đường điện, trạm bơm công suất lớn, tưới từ hồ chứa nước Gia Rinh lên vườn cây nên đã đáp ứng kịp thời nguồn nước tưới mùa khô giúp vườn cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt. Với chiến lược doanh nghiệp và nhân dân cùng làm, tạo ra nguồn thu hai bên cùng có lợi, tạo công ăn việc làm cho người dân tộc thiểu số ở khu vực này. Trong năm 2017, công ty đã giao khoán cho 93 hộ gia đình công nhân dân tộc của ba làng thuộc xã Gia Tim nhận khoán, ăn chia sản lượng. Hiện nay vườn cây cà phê chè đã trổ hoa kết trái và phát triển tốt, hứa hẹn một mùa thu hoạch tới đạt năng suất và sản lượng cao. Cùng với thời gian đó, công ty cũng đã tiến hành đầu tư mở rộng phát triển trồng thêm diện tích cây cà phê với nâng diện tích lên được 286 ha và trồng 40 ha chuối tiêu hồng tại xã Gia Gờ Lai hiện đang cho thu hoạch.
Nguồn nước tưới được cung cấp rất dồi dào từ hai hồ Yang Ring và thủy lợi. Nhờ lắp đặt các hệ thống đường điện, hệ thống máy bơm đường ống công suất lớn nên đã phục vụ kịp thời giải quyết được vấn đề nước trong mùa khô cho cây trồng qua các năm. Đến nay vườn cây sinh trưởng phát triển tốt và đã giao khoán cho các hộ gia đình công nhân nhận khoán chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, cây đang ra hoa tươi tốt. Dự kiến trong năm 2018 sẽ trồng thêm 148 hectare cây cà phê vối ở hai xã Gia Lốt và Gia Gờ Lai. Với chủ trương của công ty là phát triển cây hồ tiêu trên mô hình cây trụ sống, giúp giảm chi phí ban đầu, cây có bóng mát sinh trưởng phát triển tốt hơn, hạn chế được dịch bệnh hại. Bên cạnh đó, trong quá trình chăm sóc, công ty sẽ chú trọng đầu tư nguồn phân bón chủ yếu là phân hữu cơ. Xem đây là hướng đi bền vững lâu dài. Trong 3 năm, công ty đã trồng 46.000 trụ tiêu trái sống. Hiện nay, cây tiêu đang sinh trưởng và phát triển tốt. Bên cạnh đó, ở dự án trồng cây hồ tiêu, công ty cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà làm việc của tổ, đội, đào 13 cái giếng lấy nước phục vụ đủ tưới cho 85 hectare. Khu vực xã Gia Co xa khu dân cư nên vấn đề đầu tư hệ thống điện rất khó khăn, tốn chi phí rất lớn. Do vậy, công ty đã đầu tư toàn bộ hệ thống máy nổ chạy qua dynamo phát điện 3 pha. Với cách làm này đã giảm chi phí tương đối hiệu quả cao, tiết kiệm được chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong năm 2018, công ty sẽ tạm thời dừng trồng mới cây tiêu
quyết tâm đầu tư chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh kịp thời nhằm ổn định phát triển tốt diện tích đã trồng. Dự kiến đến năm 2019 sẽ trồng dứt điểm số diện tích còn lại, tương đương với 24.000 trụ và kết thúc việc trồng mới cây tiêu. Với mô hình bền vững, trồng trọt kết hợp chăn nuôi, lấy nguồn phân gia súc xử lý hoai mục để quay trở lại bón cho cây trồng, nhằm tăng cường hàm lượng chất hữu cơ cho cây trồng, giảm năng suất đầu tư nông nghiệp, tăng hiệu quả của các dự án. Do vậy, trong năm 2016, công ty đã đầu tư phát triển đồng cỏ kết hợp chăn nuôi bò, dê. Dự kiến, trong năm 2018, sẽ phát triển thêm đàn dê và nâng cao chất lượng đàn bò để tạo nguồn bò giống lớn trong khu vực. Công ty cổ phần Tây Nguyên Xanh Gia Lai triển khai thực hiện trong thời gian qua, bước đầu đã mang lại cây xanh, trái ngọt. Với hiệu quả kinh tế cao mang lại từ các dự án trồng trọt và chăn nuôi, hy vọng rằng trong thời gian tới, các dự án của Tây Nguyên Xanh Gia Lai sẽ ngày càng phát triển và ngày cho năng suất, chất lượng sản phẩm cao. Làm giàu cho công ty và làm nền tảng vững chắc về kinh tế phát triển của địa phương, giúp người dân có công ăn việc làm ổn định, nâng cao cuộc sống, phồn vinh cho xã hội.